em không thể gọi là nói một cái gì đó tệ không với tung người lời khác sát được. Thương được đúng rồi, em là một người không thể tung lời sát thương của người khác được nghe. Giải Nobel hòa bình của em là được trao năm nào? Ủa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cà Phê Cùng Lu và khách mời của số ngày hôm nay, Remind. Hello, chào tất cả các bạn. Ủa mà mình có phải uống cà phê mà đúng không? Đấy là gọi là đạo cụ thôi, tại vì tên chương trình là Cà Phê Cùng Lu mà bây giờ là buổi chiều em nhắm em uống mà không ảnh hưởng gì thì em uống nha. Thật ra em không uống được cà phê. Ừ, vậy em không cần uống. Dạ thôi, để đây. Dễ bị say cà phê hay là sao hay là không quen? Đúng rồi, em bị say cà phê, em bị say cà phê. Em mà uống vô cái nữa là không biết có ngồi đây được nữa không? Nhưng mà thật ra là trước khi mà bắt đầu á thì anh hơi bị kiểu nó hơi bị lo một tí là thật ra là hồi khi mà em mới bắt đầu vô làm VZ thì chúng ta đã từng có một cái cuộc trò chuyện và trong cái cuộc trò chuyện đó thì thật ra là anh nghĩ là em cũng đã chia sẻ khá là nhiều về gần như là những cái điều cơ bản mà người ta có thể được biết về em rồi đúng không? Anh đang không biết là tới cái số này thì khi mà để tìm hiểu thêm về em thì sẽ có những cái gì khác, thì thôi chắc anh sẽ để cái sự chủ động đó dành cho em là từ lúc mà mình nói chuyện với nhau, tức là đầu mùa VZ Hừng Đông cho tới bây giờ thì cái sự thay đổi lớn nhất của em là gì? Trời ơi, vô mà câu hỏi nó deep vậy, khó vậy, khó vậy. Sự thay đổi lớn nhất của em hả? Ừ. Em nghĩ là nhiều quá, nên là bây giờ em không biết là thôi vì nào... anh thu hẹp lại nha. Về mặt công việc đi. Dạ. Với vai trò là một MC của VZ thì em cảm thấy là mình đã thay đổi như thế nào kể từ đầu Hừng Đông cho tới cuối Hoàng Hôn? Theo em thấy nha, tại vì do là như các bạn nào mà đã theo dõi ở trên kênh của VZ rồi ấy, thì em chuyển hẳn từ kiểu MC giới thiệu trên sân khấu sang làm ở trên bảng analyst thì đó là một cái thay đổi vô cùng lớn. Và kiểu như là lúc mà em chuyển qua cái vị trí này thì em kiểu bỡ ngỡ, cực kỳ bỡ ngỡ luôn, tại vì em thấy cái vị trí này rất là khó. Và đúng em rồi. Học được rất là nhiều từ các anh bình luận viên cũng như là em cũng trau dồi học hỏi để cố gắng kiểu như là làm cho nó tốt hơn ấy. Thì em nghĩ đây là một cái sự thay đổi cực kỳ lớn ở đúng cái rồi. Vị trí cũng như là ở cái suy nghĩ với cái kiến thức của em. Đúng là tại vì thông thường á, cái vị trí ở trên sân khấu và phỏng vấn sau trận đấu thì cái yêu cầu về mặt chuyên môn cũng như cái khả năng kiểm soát tình hình nó sẽ ít hơn so với lại các bạn phân tích. Tại vì thường xuyên là em sẽ thấy là khi nào mà đã làm bạn phải có kinh nghiệm và bạn đã chứng minh được khả năng của mình ở vị trí host sân khấu thì khi đó bạn mới về cái khu vực bạn phân tích. Vậy thì em có cảm thấy bị bất ngờ không khi là mới chỉ một mùa mà em đã được điều về bạn phân tích hay là bỡ ngỡ? Thật ra thì em cảm thấy vui khi mà mọi người tin tưởng để mà giao cho em một cái vị trí vô cùng là, gọi là quan trọng như vậy. Tại vì host của bàn phân tích là một cái vị trí nó yêu cầu rất nhiều. Và em cảm thấy là sau một mùa, mới một mùa thôi mà em mới chỉ vừa làm kiểu như là một cái vị trí giới thiệu sân khấu thôi nha, giới thiệu hai đội thôi đó. Là nó cũng chưa có yêu cầu quá nhiều á. Xong rồi em nhảy thẳng ngoài phân tích luôn. Thì có nghĩa là em phải cố gắng hơn rất là nhiều để hoàn thành được tròn cái vai đó, tròn vai thôi nha. Là em nghĩ như vậy là quá vui, em khá là vui. Nhưng mà cũng sợ anh. Tất nhiên là nó là một cái áp lực rất là lớn khi mà vừa phải em chưa nói chính xác là em chưa kịp quen với cái vị trí em đang làm và đòi chuyển một cái vị trí mới. Vậy thì nếu mà phải nhìn nhận đánh giá về một mùa giải vừa qua, coi như là một năm hai mùa giải với cái vị trí ở VZ thì em cảm nhận là em đánh giá bản thân mình là trên thang điểm, ví dụ như thang điểm 10 đi, hoặc là dưới trung bình, tròn vai, xuất sắc, thì em nghĩ mình đã ở một cái mức nào sau cái mùa giải vừa rồi? Em nghĩ là mùa giải vừa rồi thì hai mùa giải là hai cái vị trí khác nhau nha. Nếu mà mình nói vậy, hai vị trí khác nhau thì mình sẽ cho hai cái thang điểm khác nhau. Rồi. Nếu mà ở mùa 1 ấy, em nghĩ là em làm tốt hơn mùa này. Tại vì do em có thể thể hiện được nhiều hơn ở trên sân khấu, căn bản là giới thiệu sân khấu thôi nên thể hiện cái cách cá tính của em nó nhiều hơn. Mà còn ở mùa này ấy, thì em sẽ phải kiểu tập trung nhiều hơn về chuyên môn các kiểu rồi cố gắng để làm tròn vai thôi. Cho nên em nghĩ là mùa này thì em cũng chỉ kiểu là tròn vai. Và thật ra nếu mà anh nhớ, nếu mình nghĩ kỹ á, nhìn lại cái mùa giải vừa rồi ấy, thật ra em cũng chỉ lên sóng có chắc là trên đầu ngón tay thôi à. Kiểu đúng rồi, là... tại vì đó là một cái vị trí mà anh nhớ là sẽ thằng Thiên là thằng làm nhiều hơn rồi. Ở cái vị trí đó đúng không? Tại vì anh Thiên là anh sẽ có chuyên môn nhiều hơn và có kinh nghiệm nhiều hơn trong cái mảng này. Thì em thuộc dạng là em mới làm, cho nên là bên ban tổ chức kiểu sếp cho em vô làm thôi là cũng thấy vui rồi. Nên em nghĩ là cái khoảng thời gian mà em làm bài phân tích cũng trên đầu ngón tay thôi, nên là em nghĩ là em chưa thể hiện được nhiều. Nhưng mà trong tương lai thì em nghĩ là sẽ có đất diễn. Nghĩ vậy. Vậy thì trong một cái mùa giải mà em không xuất hiện nhiều như vậy thì cái thời gian em đã dành để làm gì? Tại vì anh thấy là trong mùa giải vừa rồi là ngay cả cái việc cá nhân của em đi là stream cũng sẽ không nhiều đúng không? Số lượng stream cũng rất là ít.
thì em không xuất hiện quá nhiều ở trên sân khấu ở khu vực Bạch Tích, em cũng không xuyên quá nhiều. Vậy thì trong khoảng thời gian mùa giải Hoàng Hôn vừa qua thì cái khoảng thời gian đó đã được em sử dụng để làm cái gì? Thật ra thì em sử dụng để đi học, em học thêm những cái khóa mà để dẫn chương trình rồi nọ. Tại vì anh cũng biết là em cũng chỉ đơn giản là nhảy vào học MC thôi. Đúng chứ rồi. Cũng không hẳn là đã làm MC từ đầu. Thì em cũng học những cái khóa như vậy, hoặc là cũng như là trau dồi thêm kiến thức. Căn bản là những cái khoảng thời gian rảnh thì em sử dụng để trau dồi học tập. Như vậy là gọi là hơi lui về phía sau một tí để chuẩn bị cho một cái một mùa giải một quay trở lại một cú comeback cho mấy vị trí. Nhưng mà nếu mà trong tương lai thì em sẽ sân khấu hay là tiếp tục là host? Cái này em chưa biết. Nhưng mà em sẽ cố gắng ở bất kỳ vị trí nào mà em được để vào. Nhưng mà anh muốn hỏi về cái việc stream đó, tại em đã chủ động không stream nhiều trong khoảng thời gian vừa qua để dành thời gian cho việc học hả? Hay là Kiểu như là nó cũng có khá là nhiều thứ. Thời gian cho việc học, thời gian cho một số việc chuẩn bị cho cá nhân em nữa. Tại vì bản thân em thì hiện tại cũng đang có rất là nhiều cái xoay chuyển. Thì trong tương lai các bạn chắc sẽ biết. Đang nấu cái gì đó đúng không? Đang nấu một cái gì đó. Tại vì không, cái cộng đồng của mình nó ra cái đó chứ bây giờ đang kêu mình đang cúc thì không đang biết cúc. Là như nghĩa nào, nghĩa gốc của cái meme tiếng Anh đó hay là nghĩa tiếng Việt ngày mai sắp cúc xong rồi. Nó là nghĩa nào em? Nghĩa là gốc đúng không? Nghĩa nấu anh, nấu nghĩa nấu, gốc đúng không? Nghĩa gốc chứ không phải là nghĩa của cộng đồng Việt Nam đúng không? Nó lộn nữa là chết em không được. Thì anh hy vọng là mọi người sẽ sớm được biết là trong khoảng thời gian vừa qua là mai cúc như thế nào và cúc cái gì. Thì để đổi không khí thì chúng ta sẽ đến một cái game nho nhỏ để gọi là vui vẻ thôi. Thì sẽ có những cái hình mà sẽ bị làm mờ. Anh nghĩ là với một người học tiếng Nhật như em thì em cũng quen với cái hình làm mờ. Ủa đâu liên quan, ủa là tiếng Nhật lại liên quan tới hình làm mờ biết nữa, nhưng mà ý là những cái hình nó sẽ bị làm mờ và chúng ta sẽ đoán xem là đó là cái hình nền của vị tướng nào. Thì nếu mà em đoán đúng thì anh sẽ phải ăn một cục kẹo này, như gọi là kẹo thúi. Kẹo mà còn thúi nữa hả? Nghe đồn là như vậy. Đó, thì nó sẽ có những cái mùi có thể nó hơi khó chịu. Thì ai đúng thì người kia sẽ phải ăn, còn nếu mà không ai đúng thì cả hai cùng ăn. Nhưng mà nó có mùi gì anh? Nó sẽ có mùi gì? Nó có những cái mùi gì anh có thể... Ôi trời, có khăn giấy với đường nước này là biết rồi đó. Rồi luôn. Em có đọc chuyện Harry Potter mà nó có những cái viên kẹo đó không? Có, em thì có. Thì người ta chuyện. Kêu là giống như mùi trứng thối. Mùi trứng thối hả? Mùi tất. Mùi tất hả? Anh nghĩ là chắc là Việt Nam không sản xuất được những cái mùi đó đâu, nhưng mà ý là kiểu như vậy. Em thật ra em có một thắc mắc là tại sao người ta có thể sản xuất được cái mùi vậy? Có nghĩa là người ta đã thử rồi, người ta biết hả? Đúng rồi. Ok. Em thắc mắc mấy cái hay ghê. Bây giờ mình... Rồi, chúng ta bắt đầu vào trò chơi. Brand, em chậm rồi, ăn kẹo đi. Ủa vô rồi hả? Đúng rồi. Em chưa kịp. Mình phải lúc nào cũng phải sẵn sàng đúng không? Ok, coi nháp mà, coi nháp nha. Rồi, ok, cho em nháp một cái nha. Ok. Đó, okay, nó hiện ra cái ai nói trước đúng là người kia phải... Khoan, bây giờ mình phải có một cái đếm thời gian chứ anh. Tại vì anh bên ban tổ chức bây giờ anh biết là cái luật chơi nó như thế nào, em chưa có... Giơ tay đúng không? Ok, bên ban biên tập kia là sẽ giơ tay, ai giơ tay trước sẽ được nói trước. Rồi. Chị bình tĩnh nha. Sorry kìa. Ủa, giơ tay hả? Em sai luật rồi. Ủa, phải giơ tay. Phải giơ tay. Em quên. Kẹo đi. Hay là dùng bánh từ xì trên giờ cái nó luật là luật thôi. Được rồi, em sẽ mở bát. Cái này có phải nhai không hay là chỉ mình ngậm thôi? Không phải nhai. Nhai luôn hả? Em thấy màu này nó màu nó có vẻ an toàn hả? An toàn. Ừ, màu nó có vẻ an toàn á. ok an toàn không? An toàn. Kẹo bình thường hả? Ủa tức là nó sẽ có kẹo bình thường và... An toàn. Chắc chắn là anh không bao giờ anh đụng những cái viên như thế này rồi. Nhìn là đã thấy ghê rồi. Thấy ghê rồi đó. Rồi ok, có nhớ okay. Có kinh nghiệm. Vô. Đây quay nè. Mundo. Viên thứ hai. Anh ăn khô lắm, anh hốt rồi, anh ăn khô lắm. Anh khó quá vậy. Thôi thì mình lấy xanh đúng không? Ừ, nhìn nó cũng an toàn đó. Em cũng nhìn nó an toàn. Bây giờ quy định là sẽ không được lựa cùng cái màu. Ừ đúng rồi, phải không, đổi màu liên tục màu. Ủa? À không, em nghĩ không có ghê đúng không? Đúng rồi, bình thường à. Bình thường anh, em vẫn ổn. Ok. Ok. Tiếp mọi người.
Ủa em mà em trước mà không? Ngày mai chứ. Con mò. Ê anh ơi. Nè anh lấy cái viên đó cho em luôn, anh rất là fan này, anh sẽ lấy cái viên nhìn gớm nhất trong đây nè. Ok ok. Mùi gì anh? Ừ. Nó lạ lạ thôi chứ nó không ghê. Nó là mùi gì? Nhưng mà anh tưởng tượng nó là mùi gì? Nó có một thảo mộc gì á, nó có một cái loại rau. Rau á? Ừ, nó hăng hăng một tí. Chả biết nó gì á. Nó không ngon mà cũng không ghê lắm. Nó không ngon mà cũng không ghê. Ừ. Cái này á hả? Không ra bãi nôn. Mùi bãi nôn. Anh quá dơ luôn á, anh ăn mùi bãi nôn mà anh không sao. Mùi bãi nôn á, nó có mùi bãi nôn trong này nữa hả chị? Vậy cái này nó làm không có tới mùi đó rồi. Làm không tới. Tiếp tiếp tiếp. Ờ này nè. Em ai vô trước vậy ta? Ví dụ em vô không trả lời được vậy ta? Serat. The fuck? Belfast mà, con mới. Nhưng mà cái này mới quá, em không biết. Em biết em biểu giơ tay. Em phải lấy trước. Nãy ăn kẹo em. Phải lấy lợi thế chứ. Em thử cái viên đó đi. Cái viên này hả anh? Cái viên bãi nôm á. Ờ, viên đó không được. Viên thấy cũng lạ. Sao thấy nó lạ. Không có ghê đâu, anh nghĩ là không có sản xuất được cái mùi mà thấy ghê đâu. Làm cái đó khó mà. Nôn chưa? Cái gì á? Nó lạ lạ thôi chứ không, chứ nó cũng không có ghê đúng không? Nó trứng muối vậy. Trứng muối. Đúng rồi, nó là trứng muối. Nhưng mà nó kỳ quá. Đúng rồi, tức là nó cố gắng làm một cái mùi gì đó lạ lạ nhưng mà nó không có ra. Ừ, mùi trứng muối. Mùi ghê mà nó không có ra. Mùi trứng muối. Ừ. Dễ quá. Mày không thích cái mùi trứng muối nó ngọt ngọt kìa. Sako. Ôi. Sako này. Sako này là trái nhỉ. Anh ơi. Không ghê luôn. Kẹo bình thường. Kẹo bình thường. À không. Nó cố gắng làm một cái mùi hơi tanh. Tanh á. Nhưng mà không ra. Ok. Này. Chờ mỗi mùi bãi nôn thôi. Chuẩn bị. Cái mùi đó anh nghĩ là nó đã nói là mùi bãi nôn rồi. Cái gì nhờ? Anh cũng chưa ra. Đấu sĩ. Tăng. Tăng, đường trên, đấu sĩ. Màu xanh. Cái gì? Màu mặc định đó là màu cái này là skin mà. Skin á, skin đó. Đỏ đen hả? Nhắc tới đó rồi đó. Cho em á. Rìu. Đấu sĩ tăng đường trên. Cầm cái búa đúng không? Búa hay rìu? Ừ. Rìu hả? Ba. Nessus. Rồi, đó là con Saiyan. Nó kẹo đi. Bên này chưa em chưa ăn bóng rồi đúng không? Xanh tím đó. Cái này xem thấy này nó ghê ghê anh. Đi thử đi. Em thường ấy là mấy cái màu vậy là nó không đúng ổn lắm đâu. Ghê chưa? Nó là nó mùi kem đánh răng rồi đó. Tiếp theo. Không, nó không ghê lắm. Thua. Hả? Chưa nhìn thấy con này, chưa nhìn cái skin này. Cam à. Chiến thuật của anh là anh ngồi để đợi mai giơ tay nói sai. Thôi chi vậy? Vậy không biết rồi thôi, giờ để vậy để chi? Thèm bánh kẹo đúng không? Em giờ cho em quay lại cái màu đỏ đó. Em cần một màu trắng. Thử mấy cục trắng cho lộn sao đâu hầm.
cục chấm thường nó đẹp, nhìn nó đục đục. Không có ghê, nãy giờ anh ăn đâu có thấy nào cái ghê đâu. Rồi chúng bay ói rồi. Nó kỳ lắm em ơi. Kì. Nó sao á? Nó vị gì? Em không biết nữa. Nó kiểu nó hơi nhận nhận. Nó kỳ kỳ á. Em nghĩ là chắc chúng bảy nôn rồi nè. Chúc mừng em. Tính ra em được cái ghê nhất là giờ anh không ăn cái gì thấy ghê chứ. Cạch chu. Ghê quá anh ơi. Em sẽ giờ phải cẩn thận lại mới được. Dạ. Đây là con nó sẽ cầm cái giống cái dao, cái giáo gì dài dài. Xin dao. Em có thể nhẹ tay với em được không? Nãy anh cũng phải ăn vậy. Nãy em ăn nhiều hơn anh mà. Tại vì em giơ tay em chi. Em mà không giơ tay là không ai phải ăn. Em thấy cái này nó ghê. Nó không sô cô la mà. Làm như có kiểu sô cô la. Sô cô la. Mùi gì vậy? Em cắn một cái nó lên. Nó lên tới mũi của em luôn anh. Cái gì vậy? Nó kỳ lắm. Nó kiểu em nghĩ là cái này nó là phải rửa được cái vị giác của mình. Nó kỳ lắm, nó kiểu cay hả? Không phải nó cay, nó nồng mà nó kiểu như là nó lại mất ói. Rồi hay, chương trình hay, cuối cùng có mấy cái này rồi. Nó lại mất ói. Nãy giờ ăn không có gì ghê thiệt, nó kiểu thế nào ấy em. Nhợn đúng không? Nó nhợn lắm, nó ghê hơn tất cả những cái hồi nãy em ăn. Rồi. Và nó màu đen. Màu nâu mà, tại màu nâu. Nó màu nâu, anh bảo sô cô la. Rồi, à hết rồi. Hết rồi, em cảm ơn chương trình. À anh nghĩ là một cái sự kiện sắp tới chúng ta sắp diễn ra là chung kết thế giới. Yeah. Vậy thì tại vì thông thường á, khi mà tới các giải quốc tế thì thường là bình luận viên làm việc thôi, còn những cái host của VZ thì tại vì chúng ta không có cái phần phỏng vấn trực tiếp á, cũng ít khi có bạn phân tích, thì thường nó sẽ là một cái giai đoạn mà gọi là không có việc làm. Thì em, đối với em cái chung kết thế giới sắp tới thì em có một cái kế hoạch gì không, hay là em đã có một cái dự định gì cho cái giải đấu này không? Nếu mà nói về chung kết thế giới thì chắc chắn là mọi người ai cũng đang mong chờ là xem nó sẽ diễn ra như thế nào. Thì em nghĩ là cái này là kế hoạch của tương lai. Thì mình cũng sẽ theo dõi được và sẽ biết tương lai sẽ có những kế hoạch gì thôi. Này em đang có một cái gì đó mà chưa thể nào nói. Chưa nói được. Có những cái mà nó bí mật, từ từ bật mí. Bật mí một xíu thì sao? Tại vì anh cũng không biết là cái khi mà cái số này nó ra thì nó là thời điểm nào. Có thể là sau khi kế hoạch đã công bố rồi. Nhưng mà đó là một cái dự định về mặt nội dung. Vậy đi ha, tạm anh đoán. Tức là một cái dự định về nội dung của em làm với đợt chung kết thế giới này. Nói chung là cái dự định căn bản là em không nói được. Nếu mà được em sẽ chia sẻ cho mọi người rồi. Nhưng mà đó là của cá nhân em hay là của một em sẽ cộng tác với một bên nào đó? Cái này cũng không nói được luôn. cái này khó, những cái nội dung chúng mà ta, nếu như trong trường hợp mà khi các bạn coi cái clip này mà chưa có thì chúng ta phải chờ đợi chính chủ ra thông báo. Nhưng mà lớn lắm đúng không? Em mới phải giấu kỹ lên như vậy. Cũng phải to lắm. Nó liên quan tới nhiều thứ thôi nên là em cũng không có chưa có chia sẻ được. Đúng rồi, liên quan nhiều thứ nó phải lớn, tức là một cái sự kiện mà nó phải có nhiều. Chung cái thế giới là lớn rồi anh. Chung cái thế giới là lớn mà. Ok. Anh có thể lờ mờ anh đoán. Ok. Lờ mờ anh nói. Anh đoán thôi mà. Rồi, đây là tới phần câu hỏi. Yeah. Thì em sẽ mỗi lần em bóc một lá cho nó sẽ có một câu hỏi. Nếu mà em trả lời thì là anh uống miếng. Ủa là bây giờ em bóc xong em trả lời. Đúng thì rồi. Anh uống. Còn nếu mà em cảm thấy câu đó em không trả lời được thì em uống. Nhưng mà về cơ bản những câu này khách mời đều trả lời hết, không ai bỏ câu nào cả. Em đã đúng rồi. nhưng mà cái này là cái cà phê. Gì vậy? Yên tâm đi, những câu này thì không có khách mời nào bỏ hết trơn á. Em không có tin tưởng cái ban tổ chức này, hồi nãy em thấy là em chắc là chỉ có cà phê không. Đủ uống dĩa cà phê thôi. Okay. Em
không ai lừa em uống cái thứ mà em không biết đâu. Đây. Em bị gài rồi đó, cái lá anh muốn em bóc. Đọc đi. Ai là người ảnh hưởng đến tính cách của bạn nhất? Chà, mình là nói luôn cái câu trả lời trong đầu của mình ha. Chứ em đang tính, em tính nói câu trả lời đâu. Đấy, đã lên mạng Google rồi sao? Không cần suy nghĩ nữa đâu. Em có một người luôn, không cần suy nghĩ luôn. Nhưng mà thật ra nếu mà nói tính cách thì cũng không hẳn. Em nghĩ là nó có ảnh hưởng một chút, nó có ảnh hưởng trong cái khoảng thời gian nhất định. Trong kiểu như là nó ảnh hưởng khá nhiều tới công việc của em luôn. Mỗi giai đoạn đúng không? Tức là mỗi giai đoạn em sẽ có một người ảnh hưởng em. Dạ đúng rồi, thì đây là cái giai đoạn em nghĩ là nhớ nhất thì chị Minh Nghi. Ok, đây là lúc mà em đang tập trung hết mọi thứ của em vào công việc là một MC, một host của VSS. Dạ đúng rồi. Thì rõ ràng Minh Nghi sẽ gửi ảnh hưởng nhiều nhất. Vậy em có thể chia sẻ hơn về cái này. Thì sẽ sâu hơn, em nghĩ là tại vì có một khoảng thời gian em nói chuyện với chị Nghi rất là nhiều về công việc. Với cả căn bản là chị Nghi cũng chia sẻ về kiểu cách mà chị làm việc và cách để mà em tốt trở nên tốt hơn ấy. Thì em kiểu em lấy cái lời khuyên của chị ấy rất là nghiêm túc. Cho nên là em nghĩ chị Nghi là một trong những người mà có ảnh hưởng khá là lớn trong cái quãng đường công việc của em. Thì em nghĩ ảnh hưởng tính cách thì em cũng không biết là có gọi là tính cách hay cách không. Thì nhiều khi là cũng không tới mức như vậy, nhưng mà anh nghĩ là anh hiểu câu trả lời của em. Nhưng mà tại vì đọc cái câu này thì em nghĩ thì chị Nghi luôn nên em nói luôn chứ không hẳn là ảnh hưởng tính cách, tại vì thường tính cách của em thì không ai ảnh hưởng em được hết, cho nên là cũng hơi khó trả lời câu đó. Anh hiểu. Nhưng mà anh này nó hơi không liên quan câu rồi. Dạo gần đây em nói tiếng Anh nhiều lắm đúng không? Dạ sao em biết? Em vừa trả lời một cái câu tiếng Việt mà nó là em giống như em dịch tiếng Anh qua mà dịch không có hay. Nhưng mà tại vì đúng không, em sẽ em suy nghĩ tiếng Anh luôn đúng không? Em suy nghĩ bằng tiếng Anh xong rồi em dịch ngược lại đúng không? Em dịch ngược lại thành tiếng Việt. Tại vì một phần là em đang ở trong lúc mà em đang nói chuyện với anh, em không thể suy nghĩ ra cái từ nào nên em phải cố gắng em nói liền luôn cho nó liền mạch. Dạ ok, câu tiếp theo. Em coi. Em không thể nào bắt bẫy của anh Lưu được nữa. Không, thử có một câu cái này nè, là mấy số gần đây á, là cái bộ bài giống như nó được sắp xếp. Khi mà người ta bóc vô cái câu nào đó thì những cái câu lá tiếp theo mà người ta bóc á, thì nó đi theo một cái, nó chung một cái mạch. Thì anh nghĩ ra có cái gì là những người ảnh hưởng thì nhiều khi em đang đi theo cái hướng đó. Anh không biết, có thể là em sẽ khác nhưng mà cứ thử coi. Em thử. Đây có phải bộ bài nó được design riêng không anh? Không, chung. Có điều chỉnh xíu thôi. Có chữ Hoàng Luân ở trên này luôn nè, em nghĩ bộ thì đúng anh để design riêng cho chương trình này. Nhưng mà khách mời thì sẽ dùng chung một bộ. Điều tồi tệ nhất mà bạn từng nói với người khác là gì? Cái này kiểu deep dark secret, kiểu như một cái bí mật tồi tệ hả? Sao khó vậy anh? Em có phải là một người mean không? Ý là xấu tính, xấu và tính có thể hả? Trở nên rất là độc địa khi mà em không kiểm soát được. Không, em không thể gọi là nói một cái gì đó tệ không tung lời sát thương được đúng không? Em là một người không thể tung lời sát thương của người khác được ngay khi mà người đó họ em tác động vật lý. em nhìn em đi, người ta tác động em là người làm chứ không nói. Ok, nhưng mà tức là em sẽ là không có là người sẽ nói những cái lời tổn thương đến người khác đúng khi rồi, mà xảy ra xung đột. Tại vì em không biết, em chỉ không thể nói ra được những cái lời đó thôi, kiểu cảm thấy nó thế nào ấy. Nếu mà người ta nghe khi người ta ví dụ người ta làm điều gì đó rất tồi tệ với mình hoặc là người ta nói gì điều gì đó xấu với mình á, em cũng chả thể nói gì xấu về người ta được. Vậy thì cái phản ứng của em lúc đó sẽ là như thế nào? Nếu mà em cảm thấy tôi rất là khó chịu với người này, tôi không đồng ý với họ, tôi cảm thấy bực bội với họ, thì cái phản ứng của em thì mọi người sẽ có cách phản ứng, người thì sẽ buông lời, người sẽ bỏ đi, người sẽ làm cái gì đó, thì đối với em sẽ là như thế nào để em có thể đối mặt với những cảm xúc đó? Cảm xúc tiêu cực thì thường ấy, nếu mà họ em sẽ có hai trường hợp. Một trường hợp là em không quan tâm tới họ, họ không quan trọng cho cuộc đời của em, thì em sẽ không quan tâm luôn, em sẽ tránh luôn. Em sẽ tránh họ để tránh xung đột, tránh những cái cảm xúc tiêu cực khi mà gặp người ta. Còn những người mà quan trọng trong cuộc đời của em á, thì một là em sẽ nói thẳng là em cảm thấy không vui về cái điều đó. Nhưng mà em sẽ không kiểu em sẽ không có nói cho nó tệ đi ấy. Không phải là cãi lộn, không có đưa ra những cái lời mà nó cắt như dao cắt như cứa. Em chỉ đơn giản là nói thẳng là em không thấy vui hết. Dạ. Còn nếu mà họ không ok đấy thôi, chịu thôi. Nhưng mà thường em sẽ lựa chọn là né. Dạ. Anh thực ra khi anh nghe câu trả lời anh thấy cũng khá là thú vị, tại vì anh cũng không biết là anh đã từng nói chuyện với ai mà người ta có thể trả lời với anh là tôi chưa bao giờ mà buông ra những lời lẽ sát thương với người khác, hoặc là chưa bước vào cuộc tranh luận. Nhưng một cuộc tranh luận căng thẳng thì sao, em đã từng bao giờ trong một cái cuộc tranh luận căng thẳng chưa? Em đã từng trong những cuộc tranh luận căng thẳng rồi, nhưng mà cái mục tiêu
kiểu cuối của em là tìm ra được giải pháp, chứ không phải là để cãi lộn. Cho nên là em thường sẽ không có nhắm vào những cái điểm gì đó để mà criticism, kiểu như là kiểu không có criticize họ ấy. Kiểu nói chung là em sẽ cố gắng để đưa ra những cái giải pháp tốt nhất vậy thôi. Hiểu. Sao em quên tiếng Việt luôn? Không, nó vẫn ok. Giải Nobel Hòa Bình của em là được trao năm nào? Ủa? À, không, em, nhưng mà để em giải thích nha. Những cái cuộc tranh luận thì em không có nói tệ với người khác, nhưng mà em đã từng chửi fan ở trên stream. Không, tức là anh có coi một số cái clip đó, anh nghĩ là em đã dùng từ chửi thật hay là chửi theo kiểu vui vẻ thì... À không, chửi vui vẻ thì khác anh. Dạ. Là chửi thật. Hồi xưa em kể hồi xưa. Rồi ok. Anh nhớ cái thời mà em tóc đỏ không? Cái thời mà em còn stream ở Garena ấy. Xưa lắm luôn rồi đó. Xưa lắm luôn rồi, tại sao okay. Em con nít mà em biết gì đâu anh. Thì em nhớ là em đang chơi rank, mà em chơi ở rank kiểu kim cương một cao thủ. Xong rồi có mấy bạn vào, mày phải lên đồ như thế này nè. Rồi mày phải đi như thế này mới đúng nè, phải chơi như thế này mới đúng nè, kiểu như là giáo sư online đúng không? Thì hồi đó thì em trẻ trâu mà, em biết gì đâu. Em chửi lại luôn, em kiểu là rank gì rồi, có đã đánh được trên rank này chưa mà mà chỉ cho em kiểu vậy á. Nhưng mà cái cách em nói nó khác lắm anh. Cụ thể anh muốn nghe là để đó có thể là một trong những lời sát thương nhất mà em từng nói luôn. Dạ, chắc đúng là đúng, khá là tò mò. Thì... tức là em nói như vậy hả, là răng gì rồi, đã từng đánh ở răng này chưa mà chị hả? Hầu như em bảo là kim cương rách thì yeah. Em bảo vậy đúng rồi, hồi đó em bảo vậy, bảo là kim cương rách thì im một. Thế rồi em... đó, như vậy mới đúng chứ. Nãy giờ em nói em chưa bao giờ nói lời sát thương với ai khác, thì em có khả năng đó nhưng mà em không sử dụng nó thôi, đúng không anh? Cái đó là hồi xưa rồi, bây giờ em đã khác, em đâu có nói xấu ai được đâu. Ok, anh ghi nhận điều đó. Ủa mà lúc đó em đang răng kim cương một mà sao em chửi kim cương rắc? Lúc đó em cao thủ. À, em rồi. Đang đánh, em cao thủ mà, nên là mới chửi được chứ. Về dụng câu đó xúc phạm nhiều người trong giới lắm nha. Em xin lỗi nha mọi người đây, cái đó em là chừng em hồi con xưa đường thôi. Sự nghiệp của em á, biết bao nhiêu người hơn em thì kim cương rắc. Trước khi mà em bóc câu tiếp theo thì những gì mà mọi người đang lắng nghe cũng như là những điều mà em vừa nói hồi nãy nó chỉ... Em thấy còn ngồi với mấy thằng kim cương rách nhiều lắm. Nó chỉ mang tính chất là kể lại những chuyện xưa cũ mà nó không còn như vậy nha mọi người. Cái này nó gài em cái... Khoản tiền đầu tư nào mà bạn cảm thấy tâm đắc nhất? PC của em. Đó là gọi là công cụ làm việc của em luôn. Dạ. Tại vì nó là cái em tự build PC, cho nên là cái đó là máy tính đầu tiên và em cảm thấy rất là tự hào khi mà tự build một cái PC. Cái máy em đang dùng hiện tại hả? Dạ đúng rồi, nhưng mà tại vì hồi xưa ấy là em build một bộ đúng không? Nhưng mà em mua phụ kiện lẻ xong em build vào ấy. Cho nên là em tự build nên em cảm thấy rất là tâm đắc. Và máy hiện tại là em kiểu nâng cấp từ đó lên. Tức là cái nền tảng là cũng em xây đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ, tại vì anh có nhớ là đợt đó em làm ở GVN bao lâu ta? Cũng một khoảng thời gian tương đối đúng không? Năm rưỡi. Dạ. Năm rưỡi cũng là khá dài. Dạ. Thế là đó là khoảng thời gian mà em tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm về dạ, đúng rồi. Phần cứng máy tính, review, sẽ review phần cứng PC này là các thứ đúng không? Dạ. Nhưng thật ra em lại chuyên về hiểu cái mấy cái thiết bị gaming hơn, kiểu như là chuột bàn phím đồ này nọ, tai nghe. Dạ. Nhưng mà cái em có thể chia sẻ hơn về cái PC đầu tiên em build đó là cách đây bao lâu? Cũng lâu đấy. Em nghĩ là 2018. 2018 là lâu lắm rồi. 2018 hồi đó cạc màn hình đồ này nọ, còn i7 đời 8 đồ này nọ mà. Nhưng mà như vậy là tới cái PC hiện tại của em là vẫn xây dựng trên cái nền tảng của cái PC đầu tiên đó hay là? Dạ đúng. Nó cũng kiểu như là nâng cấp dần lên thôi. Thì hiện tại thì PC em build thì em cảm thấy là nó bắt đầu nó thiếu chỗ nào thì em phải đắp vào chỗ đó. Nhưng mà nếu mà khi mà em sử dụng, trong quá trình sử dụng thì có vấn đề gì em có tự tay giải quyết được những cái vấn đề cơ bản được không? Em tự tay giải quyết được những vấn đề cơ bản, nhưng mà những cái giống như là máy móc mà nó bị hư hay bị cháy thì đương nhiên phải mang ra tiệm rồi, chứ em không có để ấy được. Mà thường em sử dụng kỹ lắm cho nên là không có những cái vấn đề như là bị cháy. Mốt bán là xong, có cái dòng là nhà máy nữ xài kỹ. Dễ bán. Máy nữ xài kỹ. Nhưng mà đó là cũng là một điều cũng thú vị, tại một người đã có khả năng tự build được PC cho mình. Rồi sau đó là trong quá trình vận hành mà có thể tự chỉnh sửa những cái nhỏ nhỏ đó, thì anh thấy là cũng em cũng thể hiện được là cũng hardcore game thủ chứ không phải chỉ là một bạn nữ chơi game. Gì? Yeah. tiếp anh. Ý không phải là anh sexist hay gì đâu nha, nhưng mà ý là nè. Sao em thấy nghi nghi vậy? Mình là bà còn bao nhiêu câu hả anh? Tổng cộng là 9 câu, em mới có 3 câu rồi, bình tĩnh đi. À đúng. Okay. Quên nãy giờ anh phải uống chứ. À 1 2 3 anh uống 3 cái luôn.
Ủa sao vậy? Cà phê nhưng mà nó có thêm giống như nước ngọt có ga. Giống như uống cái gì, cái nước gì hồi đó có tài trợ cho Vset á, Wake Up 247 kiểu kiểu vậy. Nó pha pha thêm á. Wake Up 247 em chưa bao giờ uống thử. Chưa bao giờ uống. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Nó lạ lắm. Nó là nước tăng lực vị cà phê. Nói chung là nếu mà uống lạnh thì cũng được. Chắc một phần là tại em không thích cà phê, cho nên là bất cứ cái gì nó liên quan tới cà phê em lại không uống. Nè, nước sâm. Nước sâm á? Nước sâm ngon mà anh. Nhưng mà nó cũng lợ lợ. Anh đang tự hỏi tại sao những cái nước này màu nó đều giống nhau hết. Em nghĩ là nó có cái sự khác biệt ở những cái sắc độ. Sắc độ ở trong những cái ly. Cũng là nước sâm. Nước sâm. Rồi. Ok. Câu tiếp theo. Em đang có mà, em chưa đọc. À. Dạ. Đọc to tin nhắn cuối cùng mà bạn gửi cho người mà bạn cảm thấy thân nhất. Tin nhắn là kiểu tin nhắn Messenger hay là... Ừ, thì bằng bất kỳ một cái phương thức liên lạc. Để em check thử, cho em xin cái điện thoại được không? Người thân nhất, dạ. Em không cần phải tiết lộ người đó đâu. Em chỉ cần đọc cái tin nhắn với đó cho mọi người có thể tự hiểu. Cảm ơn. Cho em xin cái điện thoại của em nè. Tin nhắn cuối cùng cho người thân nhất hả? Nhưng ví dụ mà người ta nhắn thì sao anh? Em phải lên tin nhắn của em. Tin nhắn của em đó. Đúng không? Thành thật nha. Không, để tin nhắn của em trước đó là link. Để em kéo lên cái nào phải... Sao wifi nó hơi chậm. Giấu không? Giấu đúng không? Không, không. Bắt đầu rung rồi đó. Bắt đầu thao tác hơi nhiều nha. Wifi nó hơi chậm anh. Để em kết nối lại. Tôi chức ra giật cái điện thoại. Từ từ. Cái này được tính không anh? Được. Không. Này có đó không, cái tin nhắn gần nhất. Cái tin nhắn gần nhất này nè. Ghi nhận sao anh? Ok, anh ghi nhận đúng là tin nhắn gần nhất. Tin nhắn gần nhất nè, còn cái này là link mà. Link với lại còn cái này là âm nhạc anh, là nó không có liên quan. Voice message đúng không? Dạ. Yeah. Cái đó là voice message hay âm nhạc? Âm nhạc, nó là nhạc, nó là nhạc. À, nghe thử rằng nhạc được không? không được, cái đó không được. Cái đó là một cái project nó đi. Ok. Hay là cái này. Ok. Được rồi. Tức là ý là qua cái đó cũng đây, em với người này trò chuyện thường xuyên tới mức nào? Em nói sao ta, em không trò chuyện trên điện thoại nhiều vậy đâu. Nếu mà cái này em chia sẻ thật với mọi người là có rất là nhiều những cái lời, những cái mắng vốn. Không trả lời tin nhắn. Đúng rồi, những cái mắng vốn về việc không trả lời tin nhắn của em. Nhưng mà em nói thiệt là không phải em không trả lời tin nhắn mọi người đâu. Chỉ là thứ nhất là em thường không có để notification nó on. Thông báo của em lúc nào cũng tắt hết đó, cho nên là em không thấy, thứ nhất là không thấy tin nhắn. Thứ hai là em cũng không hay check tin nhắn ở trên điện thoại. Đó thì đó là rất là nhiều người nhắn tin cho em không được. Nhưng mà đương nhiên là công việc thì em sẽ nghe điện thoại nhiều hơn, sẽ gọi điện nhiều hơn. Em xong chưa? Để mình dịch ra tiếng Việt căn bản cho các bạn hiểu, các bạn không đủ quan trọng. Không, cái này em đang giải thích. Tại vì em thấy có những đôi mắt đang nhìn em ấy, tại sao mày chưa trả lời tin nhắn của tao? Đó là nhưng mà thôi, được rồi, quay trở lại với cái nội dung của câu hỏi là có vẻ như là những cái cuộc trò chuyện của em với người bạn thân này nó cũng rất là vui vẻ đúng không? Đa phần anh thấy là đều là giỡn, kiểu như phải viết cáp lóc lên để thể hiện cái ha ha đó. Yeah, đúng là rồi. Nó rõ ràng hơn nữa. Gửi meme anh, bạn meme. Yeah, rồi, tiếp. Nói vậy hỏi cho em hướng nội nên là em không có chắc nhắn nhiều đâu anh. Hướng nội. Nội tạng. Lần gần đây nhất bạn nói dối là cái nào mà đúng vậy? Bài này nó dí. Nó dí dữ vậy. Ây da. Cách đây 2 phút. Đúng mọi người nói gì? Lần gần đây nói dối hả? Em coi coi. Khó nha, tại vì em đâu có nói dối đâu. Đó xong rồi đó, thì câu trả lời của em tới đó là xong. Đúng rồi, em đâu có nói dối đâu, thiệt mọi người, em nói thiệt mà. Không, để em nhớ lại coi, có lần nào em nói dối, một lần nào em nói dối vậy. Tất nhiên em không cần phải nói là em nói dối cái gì, em chỉ nói cái chia sẻ sơ sơ thôi, là cách đây bao lâu, hoặc là đó là vì công việc hay là vì cá nhân hay là gì đó thôi. Tại vì em không có lý do để nói dối, cho nên là kiểu em nghĩ là mày đã như nhớ là nếu mà sếp của em có đang coi, nếu mà sếp của em có đang coi cái video này thì anh đừng coi nữa, anh nên tắt đi. em nghĩ là có một cái đợt mà em ngủ quên, xong rồi
công việc. Dạ công việc, đợi ngủ quên. Xong lên công ty trễ. Xong rồi em nói với sếp em là tại vì trời mưa nên là em không đến được công ty. Dạ thôi á, dạ. Đó rồi, anh nghĩ là nói dối rất là em. Đó là một lời nói dối căn bản về một lời nói dối. Dạ. Anh Hảo ơn về cái này tí trừ lương. Tí nữa anh sẽ trừ lương của em. Ủa mà đến VC Studio thì em ở có xa chỗ đó không? Đối với anh là rất là xa nha, anh đi là phải tổng cộng là 12 cây. Cho nên là em ở không có xa VC Studio, đó là cái vấn đề đó. Đó là cái vấn đề đó. Nhưng mà anh có biết là những cái đứa mà nó ở xa trường thì nó lại đến sớm, và những cái đứa ở gần trường lại đến trễ không? Thường kiểu là kiểu như vậy, thường kiểu vậy là đó. Như vậy. Nó giống vậy đó, mình chủ quan á. Mấy lá hả ta? Còn 2 lá nữa đúng không? Đây là lá thứ 6 hả? Thứ 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bạn đã từng block ai đó trên mạng xã hội chưa? Ui chà. Anh nghĩ là một người gọi là hoạt động trên mạng xã hội, và nó cũng là một phần công việc đúng không? Streamer rồi sau đó là cái công việc hiện tại của em thì hoạt động trên mạng xã hội rất nhiều. Việc block một ai đó trên mạng xã hội anh nghĩ là một điều. Đây anh nói giùm ha. Đã từng phải làm rồi. Đương nhiên đã từng phải block rồi. Nhưng mà thật sự em là một người rất là lười block người khác, hay là unfriend hay bất cứ cái gì, tất cả những cái gì liên quan tới mạng xã hội, những cái kết nối cho mạng xã hội em rất là lười để ngắt kết nối một ai đó. Có thể thường là họ, nếu mà em không thích họ thì thôi thì em né, em không nói chuyện hết. Nhưng mà em không có block, tại em cảm thấy block nó một là một cái hành động nó hơi trẻ con một xíu, em nghĩ vậy. Nên em không block. Nhưng mà em đúng là đã có block một người. Kiểu như là họ người này cũng đặc biệt lắm á. Không anh, không ý là em không block ai cả, duy nhất chỉ có một người. Không đặc biệt, nhưng mà căn bản là họ theo dạng là quấy rối. Nó thuộc dạng là cái họ là bắt buộc phải có biện pháp, phải block. Dạ bắt buộc phải block. Em không muốn thấy những cái bình luận, cái comment hay những cái tin nhắn nó như vậy ở trên Facebook của em nữa, nên em block vậy thôi. Đó kiểu như một khán giả hâm mộ hay là một người gọi là một người ghét em và cứ liên tục dùng những lời lẽ tiêu cực về em. Em nghĩ đó là kiểu như những một người ghét em thôi anh. Tại vì thường thì nếu mà các bạn biết thì ở trên mạng xã hội thì có rất là nhiều kiểu người. Và sẽ có những người rất là đáng sợ anh. Kiểu như họ stalk mình, họ theo dõi mình, rồi họ đe dọa mình nữa. Thì những cái người đó thì một là mình có thể phải nhờ những cái sự giúp đỡ chuyên nghiệp để người ta can thiệp. Hoặc là mình block. Thì hiện tại em chọn block, tại vì do nó chưa có tới chưa tới mức nguy hiểm, chưa lắm, mức nguy hiểm lắm. Nhưng mà với những cái mà nó nguy hiểm hơn thì đương nhiên em sẽ có những cái biện pháp nó mạnh hơn. Ok. Con số nó mới hiện tại mới chỉ dừng lại ở 1 thôi hả? Hiện tại một hả? Tại vì tại vì chỉ có cái người tính đó là fan của Nguyễn Hiền á. Fan em, em fan đáng yêu mà. Nói xong nó thấy sượng không? Fan em đáng yêu lắm mọi người. Một kỷ niệm xấu hổ nhất khi còn nhỏ. Ở trường 80. Mấy tuổi? Em nhớ là dưới 5 tuổi. Dưới 5 tuổi cơ. Nhưng mà lúc đó đã cũng đã biết rồi đó, nhưng mà vẫn ở trường 80. Em nghĩ là tôi ý em là tức là cứ trời mưa mà em 80 là em sẽ cởi hết đồ. Đúng rồi. Cái này em nghĩ là bình thường. Hồi xưa hồi nhỏ là kiểu mình, nếu mà dưới 5 tuổi thì cũng bình thường, cũng bình thường. Cũng bình thường mà anh, kiểu như là nhưng mà vấn đề ở đây là tại vì hồi xưa ấy, ở trong cái chỗ khu vực em sống anh. Mấy đứa con nít xung quanh em toàn trai thôi anh. Kiểu như là chỉ có em chỉ chơi với đám trai thôi, cho nên là tụi nó cởi hết đồ mà anh. Bây giờ mình phải hòa nhập với thiên nhiên. Mình phải hòa nhập với hội nhóm thì mình phải vậy chứ sao, mà cũng chả quan tâm hết. Nhưng mà sau này tới cái lúc mà đi học á, là tụi nó cũng học chung trường với em, để em nhớ lại cái em. Nhưng mà tại vì về cơ bản thì đó là thời điểm như em nói là dưới 5 tuổi thì anh nghĩ cũng chẳng có vấn đề gì. Dạ em nghĩ không có vấn đề, em cũng nghĩ vậy. Sau này có anh fan tụi nó không, không nhìn mặt được. Dạ em không bao giờ nói chuyện nữa luôn. Em không bao giờ nói chuyện nữa luôn. Cái này cái lá cuối không anh? Phải không vậy? Thứ 8, 2, 4, cái cuối 6, 7 thì 8. Đó là cái lá em cầm là 8, 8 là 9 là cuối. Những cái này là những cái câu hỏi mà nó Nếu bạn có thể tàn hình trong một ngày, điều đầu tiên bạn sẽ làm gì? Ây da. Cái câu này nó đánh vào những cái suy nghĩ mà nó những cái sâu trong cái khao khát, những mong muốn. Tâm tối nhất rồi. Thôi à, nếu mà em được tàn hình một ngày hả?
Không ai thấy mình làm gì hết. Lại cởi chuồng tắm mưa. Anh đọc suy nghĩ của em. Không. Giờ em làm gì nữa giờ? Không, em... mình phải, bây giờ mình lớn rồi, mình phải có một cái mong muốn gì nó to hơn đúng không ta? Giờ không ai thấy mình thì mình sẽ làm gì? Em nghĩ là em sẽ... em cũng nghĩ em sẽ cởi chuồng tắm mưa đó, lắm. Tại vì không, cái câu này rất là thú vị, là một cái điểm là thật là nó có cái đợt chứ anh, những cái này anh đã kể ở đâu một cái chương trình nào đó được rồi, tức là khi mà nói chuyện với bạn bè thì có một cái câu hỏi là nếu như có siêu năng lực thì bạn sẽ chọn siêu năng lực gì, thì bất cứ một đứa nào mà chọn cái siêu năng lực là tàng hình á là chắc chắn là nó chỉ có ý đồ xấu thôi. Đâu em có ý đồ xấu, tại vì ý là anh đang nói là những đứa nào chọn phải chọn đúng rồi. Khi mà em chọn, tại vì cái đó cái siêu năng lực đó thì anh cũng không có cảm giác nó làm một cái gì đó tích cực bằng cái siêu năng lực đó cả, mà mình có thể nghĩ ra được liền cả. Đúng rồi. Thì như nó thì anh nói trong một chương trình trước thì chẳng có ai đi cứu thế giới bằng cách tàng hình cả. Nó ít lắm, nó không có cái cần tới cái năng lực, cái năng lực mà tàng hình nó chỉ dùng để trong mục đích cá nhân thôi, và nó thường nó không trong sáng lắm, cho nên là đó là câu hỏi khó, đó là câu hỏi mà nó sẽ đưa em vào cái thế là người ta phải nghĩ ra cái gì ghê xấu xấu á, chứ mà nghĩ ra chuyện tốt là không được rồi đó. Nhưng mà của em cũng đâu có gì xấu đâu, anh cởi chuồng tắm mưa quay trở lại bây giờ. Thì nó nói là xấu đâu. Nếu mà mình có một cái câu trả lời nó thấy hợp lý. Em thấy hợp lý rồi. Không, mà lúc mà anh nói câu đó ra, lúc em đang nghĩ trong đầu luôn á. Em biết mà. Em vừa đang nghĩ trong đầu luôn á. Câu cuối cùng. Câu cuối, câu cuối gì hãy cho một câu nào dễ dễ. Để thường câu cuối nó sẽ nhạt lắm. Tối nay đi về ngủ ngon nè. Trời đất ơi. Lần cuối bạn xin lỗi là khi nào, để làm gì? Để em nhớ ngày thêm câu nữa, em chưa bao giờ xin lỗi. Không, em xin lỗi nhiều lắm rồi. Xin lỗi nhiều lắm. Anh tưởng em nó chưa bao giờ xin lỗi, em chưa bao giờ xin lỗi. Nó không hẳn là lần cuối nhưng mà em nhớ là em có xin lỗi gần đây. Rồi một lần xin lỗi đáng nhớ nhất gần đây đi ha. Đáng nhớ nha. Tại vì những cái xin lỗi lặt vặt thì em nghĩ là cũng hơi khó để nhớ. Rồi. Ôi, như hồi nãy mới xin lỗi xong rồi, em xin lỗi mọi người, em lỡ không rep tin nhắn mọi người. Không tính cái đó. Không tính cái đó hả mọi việc người? Phải cá nhân hơn. Một cái sai lầm nào đó em phải thể hiện em là con người bình thường đấy chứ. Em không chửi, em không căng thẳng, em không lóc, em gì, em đang xây dựng một hình ảnh không thật. Không, cái này thiệt, cái này là đó, em thiệt. Ý là nghe nó hơi, em đang quá hoàn hảo đấy, em hiểu không? Bởi vì em phải cho em người ta thấy được cái phần mà mặt, gọi là mặt tối của em đi. Ok, ok. Sai lầm nào đó của em gần đây đi. Em nghĩ là có được, em nhớ là đây có lần đáng nhớ nhất của em. Hồi chung kết BCF vừa rồi. Rồi. Em cũng có làm MC cho cái khúc mà anh biết là quay cái lúc mà mọi người đang ngồi ở trong cái khán đài, cái chỗ studio ấy. Rồi. À, có một số bạn fan được đưa vô để ngồi coi ở đó. Một số bạn fan được đưa vào ấy. Thì em có dẫn một cái khúc đó đang phỏng vấn bạn một bạn fan Gam. Em nhớ là một bạn fan Gam phỏng vấn ở đó xong. Thì lẽ ra sau cái khúc đó ấy, là em phải chuyển về cho chị Maidora. Nhưng mà lúc đó em chuyển về cho anh Thiên. Là em chuyển về bàn phân tích. Đó có... là phải nhả về viên bạc ti đúng không? Dạ đúng rồi, phải nhả về viên bạc ti. Nhưng không, em để chuyển về bàn phân tích. Đây là một cái sự cố của... Này là em đã làm sai. Sau đó anh Thiên kiểu phải ngay lập tức vào lại cái tư thế ổng làm việc. Thì lúc đó em cảm thấy là đây là một cái lỗi mà nó không chấp nhận được từ em. Tại vì do là vốn dĩ là mấy anh đạo diễn mọi người đã nói xong hết rồi. Và em lúc đó em quá căng thẳng cho nên là em không có nhớ đúng rồi, em chỉ nhớ là em chuyển về bài phân tích thôi, tại vì lúc đầu là chuyển về phân tích xong rồi cái lúc đó để mọi người phải gánh cái pha đó, em cảm thấy là có lỗi nên là em phải xin lỗi hết tất cả mọi người sau phút đó. Thì đó là em nghĩ là đây là một cái sự cố mà nó đáng nhớ nhất của em, và em nghĩ là em sẽ cố gắng không bao giờ lặp lại cái vấn đề đó. Đó là ủa nếu mà anh, tại vì anh không nhớ lắm cái tình huống sau khi em sai như vậy có, thì bên Cam đã chuyển về Thiên hay chuyển về Mai? Dạ chuyển thẳng về anh Thiên luôn, nhưng mà căn bản là nghe lời em luôn chứ không phải theo kịch bản là sẽ chuyển về Mai. Dạ thì bây giờ đã chuyển về bạn phân tích rồi thì phải chuyển về bạn phân tích thôi. Ủa như vậy thì sau đó có chuyển về cho Mai không? Có, thì anh Thiên chuyển về cho chị Mai. À ok rồi, Thiên phải đỡ trong cái đoạn đó. Thì có nghĩa là em cảm thấy rất là vui, hạnh phúc khi mà có những người đồng đội, họ nhanh sẵn sàng nhanh trí như vậy, là mọi người rất là tốt, mọi người rất là giỏi trong cái pha đó, đúng họ rồi. Làm rất là nhanh, thì hơn là mấy anh chị có thể cover cho em pha. Cho nên em đã xin lỗi rất là nhiều, sau lúc đó em xin lỗi hết từ đạo diễn, em xin lỗi cho tới mấy anh chị trong bàn phân tích vậy thôi. Thế là để mà nói hộ lòng mọi người thì tất nhiên ở một cái vị trí một người làm chuyên nghiệp thì người ta ai cũng sẽ cover cho em cái đó cả, người ta chỉ chửi thầm em trong lòng thôi.
có gì anh Thiên để lần sau em xin mấy ly phúc lông. Đúng rồi, mỗi ly phúc lông đền bù em xin lỗi mồm không đền bù, đúng rồi em phải đền bù cho anh giờ mới nhớ. Ok, thì thực ra anh bị cái là cái những cái gì mà em nói về những cái dự án mà em đang làm trong khoảng thời gian sắp tới anh đang khiến em rất là tò mò, mà khi mà em đã nói không thể tiết lộ được thì thôi thì chắc là cũng đợi thôi. Đợi như mọi người thì cảm ơn em đã dành thời gian để tham gia buổi talk show. Còn ly nè anh, dí dữ vậy. Nãy em phải ăn phải cái cục màu đen đen đó rồi giờ anh phải uống cái này thì không có ghê. Thì cảm ơn em đã dành thời gian để tham gia cái buổi nói chuyện này, và hy vọng là những cái kế hoạch, những cái dự định của em trong thời gian sắp tới thì khi mà ra mắt sẽ nhận được cái sự ủng hộ đến từ các bạn khán giả. Dạ, cảm ơn mọi người, cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều khi mà theo dõi cái chương trình ngày hôm nay của anh Lu. Và có remind hình như em là số cuối cùng đúng không anh? Của cái đợt này. Đợt này. Còn em sau em không thì con cũng chưa biết, nhưng mà của ngày hôm nay, ngày hôm nay em quay 4 số, em là số cuối cùng. Thì là em là kết thúc của chốt cái sổ đợt của đợt này. Chốt sổ của đợt này. Thì mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ anh Lu. Cũng như remind. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau ở những chương trình sắp tới ở chung kết thế giới. Dạ. Ok. Chào, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bye bye.